Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con đực 3B các bạn. Đực 3B. Đây đứng trước mặt bạn là đực 3B này các bạn. Đực 3B này xương chà bá luôn các bạn ơi, xương cối các bạn. Cao tầm mét bò các bạn. Con này thì chủ báo giá là 15 triệu các bạn. 15 triệu, bán tại trường 15 triệu các bạn. Đó, cái đầu như cái húng này các bạn không? Chân móng thì hoàn thiện các bạn. Đó, cầm chân cầm xương lớn các bạn. Đực 3B. Giá 15 triệu. Đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Con này cao tầm mét bò các bạn, giá 15 triệu các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, xương cối đòn dài nè các bạn, cái đầu chà bá luôn các bạn. Đó đây. Đó, các bạn nhìn thấy dàn chân là các bạn biết lớn rồi các bạn. Giá là 15 triệu. Chân móng hoàn thiện nè các bạn. Đòn dài nè, lưng một lưng nè các bạn. À, cái đầu nè các bạn không, chân móng hoàn thiện hết các bạn. À, giá là 15 triệu các bạn, giá là 15 triệu. Con đực 3B này là con của HF bò sữa nha các bạn, nên cái màu của nó là vậy các bạn. À, giá là 15 triệu các bạn, giá là 15 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. À, chân móng đó là hoàn thiện hết các bạn. Lưng một lưng luôn các bạn thấy không. Giá là 15 triệu các bạn. Giá là 15 triệu. À, chân móng nè. Hoàn thiện nè các bạn thấy không. Chân móng hoàn thiện nè. Lưng một lưng nè. Giá 15 triệu các bạn. À, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là con đực 3B. À, con này thì chủ báo giá là 15 triệu. Cao tầm 1 mét bò các bạn. Giá 15 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.